phải nhớ chỉ nên ở nhà, thật nghiêm thực hiện giãn cách và tránh không nên vi phạm, chấp hành ý thức công dân. Hãy nhớ giữ tay sát khuẩn, khẩu trang đảm bảo khoảng cách và tránh không nên đông người, trung thực khai báo y tế. Đi lanh quanh trong nhà thôi, không lang thang ngoài đường chơi, lỡ lây bệnh mọi người xung quanh. nCoV thật hiểm nguy, chung tay ta đẩy lùi đi. Ở yên trong nhà nhớ nhé bạn ơi, hãy nhớ chỉ nên ở nhà, thật nghiêm thực hiện giãn cách và tránh không nên vi phạm, chấp hành ý thức công dân. Hãy nhớ giữ tay sát khuẩn, khẩu trang đảm bảo khoảng cách và tránh không nên đông người, trung thực khai báo y tế. Đi lanh quanh trong nhà thôi, không lang thang ngoài đường chơi, lỡ lây bệnh mọi người xung quanh. nCoV thật hiểm nguy, chung tay ta đẩy lùi đi. Ở yên trong nhà nhớ nhé bạn ơi. Thật nghiêm thực hiện giãn cách và tránh không nên vi phạm, chấp hành ý thức công dân. Hãy nhớ giữ tay sát khuẩn, khẩu trang đảm bảo khoảng cách và tránh không nên đông người, trung thực khai báo y tế. Đi lanh quanh trong nhà thôi, không lang thang ngoài đường chơi, lỡ lây bệnh mọi người xung quanh. nCoV thật hiểm nguy, chung tay ta đẩy lùi đi. Ở yên trong nhà nhớ nhé bạn ơi, hãy nhớ chỉ nên ở nhà, thật nghiêm thực hiện giãn cách và tránh không nên vi phạm, chấp hành ý thức công dân. Hãy nhớ giữ tay sát khuẩn, khẩu trang đảm bảo khoảng cách và tránh không nên đông người, trung thực khai báo y tế. Đi lanh quanh trong nhà thôi, không lang thang ngoài đường chơi, lỡ lây bệnh mọi người xung quanh. nCoV thật hiểm nguy, chung tay ta đẩy lùi đi. Ở yên trong nhà nhớ nhé bạn ơi.